Chào các bạn trở lại. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Các bạn có thể cúng giải hạn, có thể thỉnh vật phẩm theo mệnh khuyết. Tuy nhiên, vận hạn quá kém là cơ hội để ta tu dưỡng tâm tánh. Một anh gia chủ sinh năm 93 đã theo lời khuyên khuyến thị của Khải Toàn. 3 năm hạn tam tai của anh trôi qua rất nhiều trở ngại, nhưng lại rất thành công. Chính vì anh ấy đã tu dưỡng tâm tánh trước khi thỉnh vật phẩm trợ thêm cho vận. Những vị thường lo lắng năm hạn tam tai cho rằng 3 năm này làm ăn khó khăn, thật sự có phải như vậy không? Sao hạn là có, mức độ tăng hay giảm tùy thuộc vào tạo tác trong thời quá khứ. Trong thời quá khứ, mỗi người tạo tác như thế nào sẽ ảnh hưởng như thế ấy. Vì vậy, muốn tương lai có vận khí tốt, phải trồng nhân thiện ngay ngày hôm nay, hóa giải từ nhân trước khi thành quả. Thân tí thìn tam tai tại các năm dần mão thìn, hợi mão mùi tam tai tại các năm tỵ ngọ mùi, dần ngọ tuất tam tai tại các năm thân dậu tuất, và cuối cùng tỵ dậu sửu tam tai vào các năm hợi tí sửu. Tam tai là ba tai ương, người Việt cứ 10 người có hơn 5 người sợ hạn tam tai, hạn thái tuế hay các sao hạn. Những vị gia chủ tìm đến Khải Toàn, họ biết rõ rằng phong thủy là một phương tiện từ bên ngoài, tu dưỡng tâm tánh từ nhân lành là phương tiện từ bên trong. Có cả những vị đứng đầu ngành, không ít những vị giàu có, họ đều có một điểm chung, đó chính là tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào nhân lành quả thiện. Bản thân các vị ấy luôn hướng thượng. Những năm hạn tam tai của họ dù có biến động nhưng lại rất thành công. Hãy thử một vài tháng thiền định sẽ giúp bạn có được tâm thanh tịnh. Vài năm thiền định giúp bạn tìm lại chân tâm trong chính của mình, để tự mình có thể hóa giải mọi vận hạn, ngay cả tam tai. Khải Toàn xin giải thích tam tai và những phương pháp hóa giải. Có thể hóa giải 7-8 phần vận hạn tam tai này trong tương lai. Để hóa giải tam tai không khó, chỉ cần bạn đủ phước duyên để sống thiện lương, tự tạo từ trường thiện lành từ bên trong, làm chủ được thân ngữ ý, tự khắc bên ngoài sẽ chuyển biến theo. Phương pháp hóa giải này 7 phần từ bên trong, 3 phần từ bên ngoài. Việc cúng kiến giải hạn hay thỉnh vật phẩm nào đó chỉ là phương tiện bên ngoài. Giả dụ, dù bạn có tìm được một loại cây rất tốt mà cắm vào mảnh đất khô cằn, có từ trường tiêu cực cũng khó lòng cho cây tươi tốt. Bạn vốn là người thiện lành, bạn tin vào chính mình, tin vào thiên địa quỷ thần và đủ cơ duyên xem được video hóa giải vận hạn kém này thì 9-10 phần có thể chuyển hung thành cát. Vì sao có người thỉnh các kim bài giảm hạn lại được may mắn? Vì sao có người không lại được như thế? Đó chính là phước phần của mỗi người đã tự vun bồi trong quá khứ. Phàm những việc gì các năm trước làm là nhân thì hiện tại là quả. Giả dụ những vị nghe theo lời khuyến thị của Khải Toàn, mỗi ngày hành thiền 10 phút, mỗi sáng nguyện những điều lành, tự khắc vài tháng sau thần khí sẽ tươi tốt. Vì hành thiền là nhân, tướng mạo sắc thái tươi vui là quả. Khải Toàn vẫn có những kim bài gia trì sái tịnh thêm may mắn. Tuy nhiên các vị chưa loại bỏ được những tư tưởng tiêu cực, không nên thỉnh, hoàn toàn không mang lại hiệu quả. Tư tưởng tiêu cực là lo lắng về năm hạn mà không tìm hiểu để thay đổi tâm tánh, luôn ôm vào lòng những lời nói bất thiện từ người khác. Người mà tạo từ trường tiêu cực cho chính mình thì dù có Phật Bồ Tát thị hiện cũng không thể giúp được. Vận hạn kém trong năm tăng hay giảm phải xem lại nhân quả những năm trước. Thân tí thìn tam hợp thủy, gặp dần mão thìn tam hợp mộc, mộc vượng tiết hao thủy, khiến thủy khí hao tổn suy yếu. Thân tí thìn tam tai tại các năm dần mão thìn đại biểu cho bệnh tật tranh chấp hao tổn. Tuy nhiên theo lý luận này không hoàn toàn chính xác. Luận về bát tự trứ trụ và mệnh khuyết, những người mệnh khuyết mộc sinh mùa thu, năm dần hay năm mão đều là năm tốt. Những người sinh mệnh ngày canh hoặc mậu gặp năm mão sẽ có nhiều cơ hội về tài lộc. Mệnh khuyết là dùng ngũ hành cân bằng trong ngày tháng năm sinh để cân bằng từ trường, ví như cân bằng âm dương. Dụng theo mệnh khuyết thì hoàn toàn không cần lưu tâm đến năm tam tai. Trong năm quý mão, kém nhất là những ai sinh năm hay tháng có những chữ như kỷ mão đinh mão hoặc là kỷ dậu đinh dậu.
sẽ phạm phải thiên khắc địa xung, tức xung cả can và chi của năm hoặc tháng. Ví dụ những người sinh tầm tháng 9 năm 81 sẽ rơi vào năm Tân Dậu, tháng Đinh Dậu, Dậu Mão xung, Đinh Quý khắc nhau. Mời các bạn vào website Khải Toàn, trong mục tra lá số tự nhập ngày giờ sinh của mình sẽ ra ngũ hành của tứ trụ, biết được những mật mã ngũ hành của lá số chính mình. Tuy nhiên, vận hạn mỗi người là phước phần đời trước, nhân quả từ ba đời. Nhân đời này sau 25 tuổi tự mỗi người có thể chuyển hóa vận mệnh, tự lập mệnh cho chính mình thông qua các pháp bố thí. Nếu chưa bị đọc qua sách Liễu Phàm Tướng Huấn sẽ thông đạt ý niệm tự tạo số mệnh cho chính mình. Trong các pháp môn bố thí ấy, pháp môn bố thí cho tâm trí mình một sự thanh tịnh thông qua hành thiền, thông qua nghĩ thiện lành, chính là liều thuốc thần dược. Vì tất thảy những người e sợ vận hạn kém là những người tự mang tâm trí mình, tự mang những phiền não vào tâm trí của mình. Những tư tưởng tiêu cực là từ pháp thế gian, từ lời nói của người khác. Làm sao cho mình những phút giây thanh tịnh trong kiếp được thân người này? Khi chẳng hiểu vận hạn kém là gì mà cứ mãi e sợ, chẳng khác nào cho mình tư tưởng năm này mình sẽ xui. Tất thảy từ tâm tưởng sanh, ngày ngày bạn nghĩ gì sẽ tương ưng như thế. Nghĩ mình kém, nghĩ mình kém may thì làm sao có thể may mắn. Đến khi bạn xả bỏ được ý niệm tiêu cực, không nghĩ bất thiện, ngày ngày tìm cho mình phương pháp tu dưỡng tâm tánh, tự cho mình từ trường an lành, thì sau thời khắc ấy có thỉnh thêm vật phẩm, có cúng kiến không sát sanh, có đi chùa cầu may đều là pháp lành, tất thảy đều ứng nghiệm. Khi tâm lực của bạn đã vững chắc, không những được ơn trên phò trợ mà có thể xua tan mọi từ trường tiêu cực. Giả dụ bạn quyết tâm giảm cân thì bạn bè có chèo kéo như thế nào bạn vẫn quyết tâm là không đi. Vì vậy, tất cả phương pháp Khải Toàn chia sẻ đều dựa vào Phật học, dựa vào thiền định để thay đổi từ trường từ bên trong, thay đổi tâm tánh của chính mình, rồi mới đến phong thủy hay vật phẩm để thay đổi từ bên ngoài. Tai họa tam tai của pháp thế gian như thế nào? Trong mệnh lý thời xưa cho rằng, theo chu kỳ 12 năm, cứ 3 năm gặp tam tai, gặp đại hạn tam tai và 2 đến 4 năm gặp hạn thái tuế. Cách tính tam tai cũng khá đơn giản, cứ lấy 3 con giáp tam hợp gặp 3 con giáp của năm tam hợp tiết hao 3 con giáp kia. Ví dụ thân tí thìn là tam hợp thủy, gặp các năm dần mão thìn. Dần mão thìn là hợp mộc, mộc tiết hao thủy khí. Các tuổi tỵ dậu sửu là tam hợp kim, tam tai vào các năm hợi tý sửu là tam hợp thủy, thủy tiết hao kim khí. Hợi mão mùi là tam hợp mộc, tam tai các năm tỵ ngọ mùi. Tỵ ngọ mùi tam hợp hỏa, hỏa tiết hao mộc khí. Riêng các tuổi dần ngọ tuất, tam hợp hỏa, tam tai các năm thân dậu tuất là tam hợp kim, kim hỏa xung khắc nhau. Pháp thế gian cho rằng vào 3 năm hạn tam tai có những điều kiêng kỵ. Giả dụ đầu năm nên tránh khởi việc lớn. Năm thứ nhất tránh khởi việc lớn, năm thứ hai tam tai không thể dừng việc đang làm, và năm thứ ba tam tai tránh kết thúc việc lớn. Nếu không nghe theo, tai họa sẽ khó lường. Có đúng như vậy không? Điều này có thể đúng với vài người, nhưng không thể ứng nghiệm với những ai biết tu dưỡng tâm tánh, biết mở lòng bố thí. Ngoài các pháp thế gian cho rằng, có những việc kém may thường xảy ra trong hạn tam tai như nhà dễ có tan, tính tình nóng nảy, dễ tai nạn xe cộ, bị thương tích, thưa kiện, hoặc dính dáng đến pháp luật, dễ thất thoát, hao tổn tiền của, thị phi và nên tránh cưới gả, tránh hùng hạp, tránh mua nhà hay kỵ đi sông biển. Tất thảy lời này là lời hù dọa, không khéo dẫn đến sự mê lầm. Những lời hù dọa này sẽ ứng nghiệm với những người bất thiện. Chính vì làm điều bất thiện mới e sợ thêm những việc xảy ra cho chính mình. Người đoan chính sẽ không để tâm, dù có xảy ra họ cũng cảm và hiểu rằng đó là nghiệp quả. Khải Toàn sẽ hồi đáp từng đề mục vừa nêu ở phần sau video. Hy vọng các bạn có ý niệm thiện lành, tự gia hộ cho tâm mình,
tâm mình thiện lành trước khi nhờ đến cúng kiến hay thỉnh vật phẩm giới hạn. Vì vậy không nên nghe theo pháp thế gian khi tự mình chưa quán xét, không khéo cho mình cho những lời bất thiện vào tâm trí của chính mình, biến tâm trí mình thành chiếc thùng rác không đáy, không thể nào thanh tẩy những ý niệm bất an. Từ nay hãy bố thí cho mình sự cảm thông, sự mở lòng, bố thí cho mình những lời lành là bước đầu tiêu trừ tâm bất an. Vậy tam tai là gì? Vì sao phải sợ? Một người giận dữ, trái đất sẽ nóng lên là hiện tượng hỏa tai. Một người tham lam đại diện cho hạt giống tai ương của nước cuốn trôi. Một người dùng ngôn từ bất thiện là hạt giống cho tai ương của gió. Tam tai ta thường nghe là thuyết của dân gian. Trong nhà Phật, tam tai là tai kiếp ở cõi ta bà này, có tiểu và đại tam tai. Tiểu tam tai là đao binh tai, dùng hung khí chiến tranh. Tật dịch tai là các bệnh truyền nhiễm. Cơ cẩn tai là hạn hán sinh ra thiếu thức ăn. Đại tam tai là phong, thủy, hỏa, là ba tai ương khiếp sợ. Chúng đến từ sân hận, tham lam và cuồng ngôn. Phong là họa của gió, thổi bay tất cả. Hỏa là tai họa của lửa thiêu rụi tất cả. Thủy là tai họa của nước, cuốn trôi tất cả, là ba đại tam tai của thế gian. Họa phúc đời này từ đâu mà có, tam tai nhận lấy là do đâu? Trong xã hội, một vùng hay một gia đình, có quá nhiều người nóng tính, tham lam, lời nói bất thiện sẽ xảy ra hiện tượng tam tai dù không cần phải đến năm hạng tam tai. Có bao giờ bạn tự hỏi, con người đến với thế gian này vì điều gì? Hưởng phúc hay trả nợ? Ngày được ăn no ba buổi thì vui mừng, hôm sau ăn thiếu một bữa lại không vui. Chỉ vì bữa ăn mà vui mừng hay phiền não quá dễ dàng. Hôm được lên lương thì mừng rỡ, nhưng biết đồng nghiệp lương cao hơn mình lại đối kỵ. Khi con cái điểm cao thì rất vui, hôm sau điểm kém lại buồn lòng. Nếu vì những việc ấy, quả thật con người đến thế gian này để trả nợ, vì chỉ có một phần vui mà chín phần phiền não. Chớp mắt một cái đã hết đời người, dù có lưu luyến thân này đến mấy, thần thức kia cũng sẽ đến huỳnh tuyền để tiếp tục một cuộc hành trình. Người ngày ngày chỉ lo làm ăn kiếm tiền, không dưỡng tâm tánh qua giáo pháp là người rất dễ đau khổ. Khi thấy một người nào đó gặp nạn, khi thấy ai đó qua đời, chúng sinh ta có chút động lòng về vô thường, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với danh lợi, trở về với luyến ái. Nào ai biết được ngài hồn lìa khỏi xác, lìa khỏi thân tạm này, dân gian gọi là ma, nhà Phật gọi là thần thức, phương Tây gọi là linh hồn. Cái linh hồn ấy, nếu nó linh sẽ không đầu thai vào gia đình kém êm ấm. Chính vì không linh mà nó phải đầu thai theo nghiệp quả. Thế là vào kiếp nhân sinh tiếp theo khi đến với thế gian này để trả những món nợ cũ của tham sân si từ đời trước. Nơi ta gọi là nhà thật ra là một quán trọ. Nhục thể ta gọi là thân cũng chỉ là một quán trọ của thần thức. Ngày ngày trang điểm cho cái thân, cho cái nhà là trang điểm cho quán trọ, cho kiếp được thân người này. Chư vị hãy cứ tưởng tượng, trong một chuyến du lịch dù có lưu luyến nơi này nơi ấy đến mấy cũng phải rời đi để tiếp tục một cuộc hành trình. Thần thức của ta cũng như thế, rồi sẽ đến lúc rời khỏi nhục thể để tiếp tục một cuộc hành trình. Ví như ngọn lửa chuyển từ một cây nến đã cạn sang một cây nến mới, chẳng còn nhớ gì. Hiểu được sự vô thường ấy, chư vị đoạn dần của pháp thế gian, không quá lo lắng về năm hạng, chí tâm sống thiện lương. Vì mỗi người đều phục được cơn giận, trái đất sẽ giảm nóng. Mỗi người giảm lòng tham, trái đất giảm lũ lụt. Mỗi người không cuồng ngôn, mưa thuận gió hòa. Những nạn năm tam tai. Pháp thế gian khuyên rằng, cẩn thận nhà có tan. Khải Toàn xin thưa, thọ mạng được định trong sinh thần bát tự, tăng hay giảm do mỗi người.
Giả dụ có thân khỏe nhưng lại ăn quá nhiều hay ăn quá ít, thân thể ít vận động, tổn giảm là điều không phải bàn. Giả dụ tuổi thọ của một người 70 tuổi, không dưỡng thân chỉ còn 60, lại sát sanh chỉ còn 50. Vì vậy, khi một người mất đi, đó chính là phước duyên của họ. Về năm hạn tâm tai, tính tình nóng nảy. Nếu bản tánh của một người quá dễ nóng giận, dù bất kỳ năm nào cũng dễ nóng giận, không phải cần đến năm tam tai. Ngay cả việc có thể dễ kiện tụng năm nay và cả thị phi. Có nhân mệnh, thị phi, cả đời luôn thị phi. Mệnh không thị phi, vào các năm hạn dễ có thị phi. Tuy nhiên, những năm hạn, những năm trước không đáp trả thị phi, tức không trồng cái nhân thị phi, thì đến năm tam tai vẫn có xảy ra nhưng không đáng kể. Người mở lòng trước lời bất thiện quả là bậc trí. Không dễ bị kéo lên sân khấu diễn những vở diễn của người khác rồi tự ôm phiền não vào tâm trí của mình. Về năm tam tai, dễ thất thoát hao tổn tiền của. Khải Toàn xin thương: sống là chờ chết đi, ăn no rồi lại chờ tiêu hóa, làm gì có chuyện thu vào mà lại không ra. Pháp Thế Gian khuyên rằng năm hạn tránh cưới gả hùng hạp. Khải Toàn xin thưa, nếu nghe theo lời này, tiếc thay cho 3 năm hay nhiều năm hạn của cuộc đời, lo sợ tam tai mà chẳng hiểu tam tai từ đâu, quả thật đáng tiếc. Chỉ vì nghe lời bên ngoài, không cưới hỏi, không làm ăn, phải chăng ta sống theo pháp của thế gian? Vậy hóa giải tam tai theo cách nào? Các bạn nên nhớ, hóa giải từ nhân trước khi thành quả. Vì thế mới có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khải Toàn luôn hướng chư vị gia chủ hãy thay đổi từ bên trong rồi tìm phương pháp phương tiện từ bên ngoài là cách tự mình vun bồi phước. Chỉ cần các bạn tu pháp bố thí là pháp môn mang lại phước báo lớn, tu pháp nhẫn là pháp môn mang lại thành tựu cho hậu vận. Bố thí điều gì? Bố thí lòng cảm thông, bố thí lời chân thiện, bố thí tri thức, bố thí thức ăn và cả tiền bạc. Hãy thử một lần mở lòng, ngày ngày mở lòng, mỗi sáng gặp bất kỳ ai đều gật đầu chào và cất tiếng cười, chính là bố thí cho mình từ trường thiện lành. Ngày ngày dành ít thời gian tĩnh tâm, tốt nhất là nên tập ngồi thiền để quán xét lại những gì mình đã làm, tự chọn lọc lời nói từ người khác, tự tu dưỡng tâm tánh của chính mình. Tu là sửa, tu là quay về bên trong, quay về chân tâm. Chân tâm hiện ra, vọng tâm sẽ lìa, chấp trước sẽ đoạn. Khải Toàn dùng chính các pháp môn vừa nêu trên để giảm hạn, để khuyến thiện người người giảm hạn theo pháp môn chân thiện. Khi bạn thực hiện được những điều trên, xem nhẹ tất thảy lời hù dọa về năm hạn, thần khí trên gương mặt tự khắc sẽ có vầng hào quang. Tần sóng bạn tạo ra sẽ là tần sóng thiện lành, nó sẽ tìm đến những người cùng tần sóng. Các bạn chưa tin hãy thử quán xét ngày ngày mình có sở thích gì, chơi hay lướt mạng xã hội sẽ xem những nội dung ấy. Ngày ngày mình thích gì, có những hội nhóm ấy, và hiển nhiên mạng xã hội luôn đề xuất những thứ bạn thích. Đó chính là từ trường cùng tần sóng giao nhau. Nếu đúng như vậy, vì sao không tự tạo cho mình từ trường thiện lành, tự tu dưỡng tâm tánh để tập những điều lành? Huân tập được một phần năng lượng thiện lành, bạn có thể tìm thêm phương pháp cúng kiến, tìm thêm vật phẩm để giải hạn, tìm kim bài thái tuế hay vật phẩm nào đó theo mệnh khuyết. Từ trường bạn đã lành, thêm một vật từ trường lành và hợp với bạn, lẽ dĩ nhiên tự gia tăng đáng kể vận may chính mình. Khi cúng kiến, các bạn nên cân nhắc, đừng vì tế lễ mà sát sanh, phước báo không thêm nhiều mà lại tổn giảm thọ mạng. Khi tâm thiện, từ trường thiện lành bạn có, bạn cầu khẩn thần vật, nguyện điều gì đó, cơ may sẽ được gia hộ. Tuy nhiên, ngày ngày bạn nên khấn nguyện. Khải Toàn có chia sẻ 4 bước cầu nguyện ở những video trước. Những vị đủ duyên, đủ tinh tấn làm theo, sau một thời gian nhất định đều xuất hiện sự vi diệu. Sự kỳ diệu được vun bồi bởi sự tính tâm của mỗi người. Thiểu dục chi túc,
ít muốn biết đủ là vui. Tiếc thay, ta luôn chạy theo những gì gọi là hào nhoáng, những gì mạng xã hội xem là trào lưu. Nhưng kỳ thực, bình thường thanh tịnh mới chính là cảnh giới của tự nhiên. Làm sao để chúng sinh đang bị mê hoặc giữa hàng ngàn mê đắm tham dục, làm sao để chúng sinh tìm được sự khai ngộ, xoay chuyển tư duy của ta và con cháu chúng ta? Thiền Tông cho rằng vị nhạc là vị trường cũ. Nghe có vẻ lạ, đi ngược với pháp thế gian. Thế gian tán dương thường cho rằng phải mặn, ngọt, chua, cay mới gọi là ngon. Dù chúng sinh của ta dẫu biết rõ rằng mặn quá thì hại thận, ngọt quá giảm trí nhớ, chua cay quá là hại bao tử, ăn quá nhiều quá no là cơ thể tổn hại vì nó làm việc quá mức. Suy nghĩ lại, phải chăng ngày nào chúng ta cũng dùng nước lọc? Vật gì càng bình lặng, càng nhạt nhẽo mới chính là thứ trường tồn. Dục là muốn, thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ là an vui, chính là hạt giống quang minh. Đa dục bi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tham muốn là nhiều khổ, bao khó nhọc phiền não từ tham dục mà ra. Nếu ít muốn vô vi, thân tâm được tự tại, quả là sự an lạc. Tiếc thay, xã hội ngày nay là đa dục, càng ăn mặn càng khát nước. Ví như cảm xúc càng mãnh liệt, khi nó qua đi thì cái còn lại chỉ là một khoảng trống hư vô. Lý Tiểu Long từng nói, nước là vật thể mạnh nhất, là vật bất khả bại, vì nước là vật không thể bị phá vỡ hay chém đứt. Người dù có mạnh bạo nhất thế gian cũng chính là người dễ bị đánh bại nhất. Dù có cứng như đá nhưng chỉ một cái gõ là vỡ vụn. Những vật mềm dẻo lại chẳng hề tổn hại trước những va chạm. Ví như khi ta già đi, lưỡi thì còn mà răng lại rụng. Ít muốn biết đủ là hạt giống đoạn trừ tham lam, không còn nóng giận, điều phục được lời nói. Một người tu tập sau một thời gian nhất định, tuy chưa giảm được họa tam tai của thế giới, vẫn có năng lực tiêu trừ tai ương trong chính ngôi nhà mình sinh sống. Đó chính là cách tự giảm vận hạn cho chính mình. Động tình, động khí, động tâm. Tâm luôn động thì khí không hòa, thần sẽ không sáng. Thần là mắt, khí là khẩu khí, vì quá lo lắng cho năm hạn hay điều gì đó, hay quá tham dục, danh lợi, đều động khí và cả động tâm. Động tình, động khí, động tâm. Tâm bình thì khí sẽ hòa. Thân vận động là thân khỏe. Con người có hai phần quan trọng nhất trong cơ thể, đó là khí và huyết. Người biết điều hòa hơi thở là người bình tĩnh. Người biết điều dưỡng sinh cho cơ thể, vận động cơ thể thường xuyên và phù hợp là khí huyết đã thông. Có thân khỏe mà lười vận động, trước sau gì cũng sinh bệnh. Tâm luôn động là tâm bất an. Cảnh giới cơ bản của chúng sinh chưa thành Phật, có phải là muốn tâm thân an lạc chăng? Hóa giải vận hạn hiệu quả nhất chính là tự mình hóa giải, là pháp môn hóa giải từ cái nhân. Hóa giải chính là hóa giải từ bên trong tâm của mỗi người. Mỗi ngày chư vị dành ít thời gian để tu dưỡng tâm tánh qua hành thiền, qua nghe pháp thoại, đọc sách, đọc kinh. Đến một giai đoạn nhất định, bạn sẽ tích tụ được năng lượng. Năng lượng này là năng lượng thiện lành. Năng lượng thiện lành sẽ tương ứng tần số mà những bậc thiện tri thức đang có. Khải Toàn luôn chia sẻ những pháp môn hóa giải chân thiện. Mong các bạn hoan hỷ thọ nhận, tự mình nỗ lực để chuyển hóa. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.